Ví dụ gần đây chúng ta biết rằng là nhất là ở Việt Nam chúng ta, nhất là trước những kỳ đại hội hay có cái bầu bán gì đấy, thì có rất nhiều thông tin mà đưa ra và mang tính cá nhân. Ví dụ tôi nói ví dụ gần đây là có câu chuyện có liên quan đến mình ý kiến là Bí thư Thanh Hóa với cô Quỳnh Anh, nó để gần đây xung quanh cái chuyện là xe biển số xanh đó, rồi là nó liên quan đến số chuyện là tài sản cá nhân của một số nhân vật. Thế thì hiện nay ở đây thì người ta đưa cái những bằng chứng rất cụ thể, ví dụ sổ xanh sổ đỏ có những bằng chứng rất cụ thể, dường như là rất cụ thể trên mạng xã hội. Thế thì khi nhận được những cái thông tin như vậy, thưa anh Quang, là với cái vai trò là một nhà báo của tổng biên tập thì đã báo chính thống, thì khi đưa anh đọc thấy những cái thông tin như vậy thì anh có bao giờ băn khoăn không? Thì nếu chúng ta không xử lý ngay cái thông tin ấy thì chúng ta vô tình đã nhường lại cái mặt trận thông tin cho truyền thông xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta mà đưa tin thì nhỡ đăng thông tin lại là không phải sự thật thì nó sẽ gây rất là bất tiện. Mà để điều tra sự thật không phải là một ngày, một tháng, mà thậm chí có cả năm. Thế thì đứng trước những nguồn tin như vậy thì theo quan điểm của anh sẽ chỉ đạo xử lý như thế nào? Tôi biết là có nhiều cách, nhiều quan điểm trong việc xử lý thông tin đấy. Tôi là người được trưởng thành và lớn lên, được đào tạo, được trưởng lớn lên trong môi trường làm báo, đầu tiên là trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau đó là trong lực lượng công an. Bên cạnh cái sự kịp thời của thông tin thì đối với cá nhân tôi, bao giờ phải tính xác thực trước bất cứ một thông tin nào. Tôi nghĩ cái báo ấy, tờ báo theo đúng nghĩa, nhà báo theo đúng nghĩa của nó, khi nhận được nguồn tin thì bao giờ cũng phải là có sự kiểm chứng rồi mới đưa, chứ không bao giờ chỉ đơn thuần chạy theo tốc độ và đưa những thông tin mà mình không đoan chắc là sự thật. Và đấy, hiện nay mà tôi nghĩ cái đặc tính này hiện nay nó khiến cho mạng xã hội nó khác những cái tổ chức gọi là cơ quan báo chí là ở chỗ đấy. Và đấy, nhìn từ góc độ thì đấy tạo ra sự ưu thế của mạng xã hội trước một công chúng luôn luôn khát khao, luôn luôn tò mò nắm bắt cái mới. Nhưng nó lại tạo ra một cái ưu thế mà đã vững bền, mà chắc chắn là cái gần như là con bài cuối cùng của các cơ quan thông tin báo chí, đó là tính xác thực. Nếu từng một tờ báo mà chỉ đơn thuần chúng ta những tin đồn thì tôi nghĩ nó không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Và với tôi là tôi sẵn sàng, tôi một mặt là mình rất huy động bộ máy của mình để làm sao xác minh một cách nhanh nhất có thể. Mặt khác thì tôi là người luôn luôn từ chối những thông tin mà không được kiểm tra để chúng xuất hiện trên các ấn phẩm mà mình có nhiệm vụ phải coi sóc và nội dung. Và đấy là cách mà đến hôm nay tôi vẫn làm như thế. Mặc dù tôi biết rằng vì thế thì chúng ta trong cái mặt chiến thuật là chúng ta có thể tạm thời bị lùi, bị lấn sân bởi những cái phương tiện họ có thể nhẹ dạ hơn, có thể nhẹ nhàng hơn, nhưng bù lại chúng ta sẽ giữ được cái sự bền lâu hơn. Mà đối với tôi chẳng hạn, ở cái cách làm bằng việc mà tôi đã được đào tạo ấy, thì cái sự bền chắc, cái sự trách nhiệm với xã hội cao hơn là cái sự ăn khách nhất thời, cao hơn cái sự thu hút nhất thời. Mà tôi biết là tất nhiên đây chỉ là quan điểm của tôi thôi, còn tôi biết là có nhiều quan điểm khác cũng có sức thuyết phục không kém, thì thậm chí là hơn của tôi theo cách khác. Nhưng tôi nghĩ rằng một cơ quan báo chí chính thống, đứng đắn, có trách nhiệm là phải đưa đi những cái gì đã được kiểm chứng, chứ không thể theo tin đồn, cũng như là một cơ quan, một tổ chức đàng hoàng ấy, là không bao giờ xét kỷ luật cán bộ của mình mà dựa trên những cái thư nặc danh hoặc là dựa trên những thông tin được đưa trên mạng xã hội mà không có sự kiểm chứng một cách đàng hoàng và kỹ lưỡng, có trách nhiệm. Thế thì nhiều khi nó có những thông tin mà nó là sự thật, nó mang lại lợi cho người này, cho nhóm người này, nhưng lại không mang lại lợi cho nhóm người kia. Ví dụ chúng ta thông tin về chẳng hạn như là hoa quả là nhiễm độc, hoặc là nếu ăn vào thì nó sẽ gây ra những triệu chứng ABC. Thế thì nếu mà chúng ta đưa một cái thông tin như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người sản xuất kinh doanh, nhưng chúng ta không đưa thì lại ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Thế thì khi ấy lựa chọn của anh là sẽ như thế nào? Đưa tin bao giờ ở vấn đề ở đây, cái đẳng cấp, tôi nghĩ cái đẳng cấp của phong cách làm báo ấy là ở chỗ là đưa tin nó có đủ liều lượng, làm sao mà vấn đề bảo vệ được người tiêu dùng mà lại không tạo ra một làn sóng bài xích một cách mù quáng và azure trước những sản phẩm mà lại không bị như thế. Thì ở đây là tùy từng cơ quan báo chí, tùy từng góc nhìn, tùy từng phóng viên cách xử lý, cũng như tùy từng tờ báo. Lúc ấy ở đây là anh, cái này rất khó, là bài tập của có những việc chính của mình có nói hôm nay là trời rất là mưa, trời ẩm ướt mà các anh vẫn đến, nhưng nhìn góc độ khác là hôm nay
trời rất mát mẻ nên chúng tôi đến đây một cách đấy. Thì đời đấy là góc nhìn. Mà theo quan điểm của tôi, một tờ báo có trách nhiệm ấy thì bao giờ cũng cố gắng lên là cái cốc nước ấy nó mới chỉ bơi một nửa, chứ không nên nhìn xã hội, nhìn các hiện tượng xã hội, nhìn các con người trong hoàn cảnh nhất định của nó bằng cách là tại sao lại xấu thế mà hóa ra vẫn còn tốt đến đấy. Cái độc hại nó vẫn độc hại như này, nhưng nó vẫn còn cái chỗ nào để có thể tìm những sản phẩm không độc hại. Và đặc biệt thực sự ngay vấn đề hiện nay chúng ta đang bị nhà báo ấy, tôi càng làm báo thì tôi thật, trước đây khi hồi trẻ thì mình cũng không dám dứt ra đâu, nhưng khi trong những năm gần đây càng làm báo tôi càng thấy là cái nghề của mình nó rất khắc nghiệt, là cái nghề mình nhà báo mà bị biến thành công cụ cho bất cứ cái gì thì gây hại nhiều hơn. Nhà báo phải là con dao phẫu thuật chứ không phải là con dao để chém. Thì hiện nay khi trước những vấn đề phức tạp, những vấn đề có thể kiểu hai mặt như mà anh vừa nêu ra ấy, chuyện là nhân sự ở chỗ này chỗ kia, khi đang sắp sửa đại hội nói thế nào, nói bảo vệ vạch trần ra sự xấu xa của một số cán bộ biến chất ư, hay là nói rằng là mặc dù có một số cán bộ biến chất đấy nhưng mà bộ máy nó vẫn làm được cái công việc này đấy kia, hay là từ cái hoa quả này bị nhiễm độc nhưng mà vẫn còn có những chỗ phải có những hoa quả không nhiễm độc, thì đấy là sự lựa chọn và đấy là trách nhiệm xã hội. Thì hiện nay trong tình huống hiện nay trên mạng xã hội, trên các phương tiện truyền thông, và đặc biệt tôi nghĩ rằng xuất phát của chính là trong xã hội của chúng ta đang lựa chọn mô hình phát triển ở cái giai đoạn hoang dã mà nó cái bất cập và những cái tiêu cực nó dễ nảy sinh hơn. Tôi thí dụ thế nào xấu, bây giờ chúng ta không định nghĩa thế nào là xấu hay là độc hại gì, nhưng mà chính trong xã hội trên mạng chúng ta cũng không rất nhiều, rất khó, là bởi chính trong đời sống bình thường chúng ta hiện nay chúng ta bị mất phương hướng rất nhiều. Có những việc ngày xưa là cắt tóc bôi môi thì bây giờ trở thành niềm kiêu hãnh. Có những sự ngày xưa là nếu mà chỉ đơn thuần một trí thức, một trí giả mà chỉ tính đến thuần túy lợi ích vật chất, đã từng xấu hổ khi ấy, thì bây giờ là trở thành, cũng là một thành niềm kiêu hãnh. Đang những cái giá trị đảo lộ rất nhiều, và chính cái sự đảo lộ căn nguyên không phải là trên mạng, căn nguyên các hiện tượng trên mạng là không phải tự nhiên nó sinh ra, mà căn nguyên ở chính trong xã hội, trong cuộc sống của chúng ta, trong mô hình phát triển của chúng ta, trong cái định hướng của chúng ta, cách ứng xử của chúng ta. Và theo tôi hiểu ấy, muốn để cho mạng lành mạnh, muốn mạng xã hội tốt ấy, thì xã hội phải tốt. Không, anh Hợp nói rồi, bảo là người tốt thì dùng mạng tốt, cái đó tất nhiên là đúng như thế rồi, nhưng mà cái chính muốn mạng tốt, con người phải tốt.